Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đến từ biên tập viên thời tiết Hương Liên. Xin chào chị Hương Liên, ngày hôm nay Hà Nội cũng như một loạt tỉnh phía Bắc đã có mưa dông. Tuy nhiên tôi cảm thấy là cái tình hình thời tiết cũng như là nhiệt độ oi nóng thì vẫn diễn ra. Không biết là tại sao lại như vậy hả chị Liên? Vâng anh Dương, bởi vì là mưa chỉ xảy ra cục bộ và rất nhanh nên là thời tiết mới oi nóng như vậy. Kính thưa quý vị khán giả, tại thủ đô Hà Nội, mưa mới xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố thôi. Mưa trong một tiếng đồng hồ, sau đó dứt hẳn, thậm chí là trời còn có khoảng hửng nắng trở lại như thế này. Với độ ẩm lớn sau mưa là 66%, cộng với mức nhiệt độ là 31 độ, không khí oi bức khó chịu. Tiết trời oi nóng như vậy sẽ còn tiếp diễn tại thủ đô Hà Nội trong 2 ngày tới, tức là cuối tuần này. Dự báo nhiệt độ cao nhất là 34 độ và độ ẩm sẽ luôn trên 66%. Khả năng là phải sang thứ hai đầu tuần sau, khi mà trời mưa nhiều hơn, nhiệt độ giảm xuống dưới 31 độ, thời tiết mới dịu đi. Không chỉ thủ đô Hà Nội, nhiều nơi khác cũng oi nóng trong 2 ngày tới, bởi trưa và chiều, nắng vẫn xuất hiện. Còn chiều và tối thì mây dông sẽ lại kéo đến gây mưa. Vùng núi cảnh báo có điểm mưa to cục bộ, trên 50mm có thể gây ra sạt lở đất. Mưa sau ngày nắng thường có cường độ mạnh, dễ kèm theo gió lốc và sấm sét dữ dội. Quý vị chú ý, sét đánh thẳng có lực sát thương lớn nhất, bởi dòng điện khi đó có thể lên đến trên 27.000 độ C, tức là gấp 5 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời và lan truyền trên mặt đất với bán kính ít nhất là 15 mét. Nên khi thấy sấm nổi lên, quý vị không nên cố di chuyển trên đường. Nếu ở ngoài cánh đồng, nơi trống trải, phải tránh xa các vật dụng kim loại như là xe đạp, cuốc và xẻng. Còn tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố khác trong đêm nay và ngày mai. Đà Nẵng dự báo đêm nay không mưa, dịu mát, nhiệt độ thấp nhất 26 độ. Trưa và chiều mai chuyển nắng nóng, nhiệt độ tăng lên, cao nhất 35 độ. Trong khi đó, tại Đà Lạt dự báo có lúc có mưa, đêm nay trời rét 17 độ. Ngày mai nhiệt độ cao nhất không quá 23 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay dự báo mưa vài nơi, dịu mát 25 độ. Sáng và trưa mai nắng gián đoạn, hơi nóng 32 độ. Còn chiều tối mai trời chuyển mưa dông, đề phòng gió giật và sấm sét đi kèm.